Mỹ ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết theo New Start như cập nhật vị trí tên lửa, cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Mỹ sẽ từ chối gửi cho Nga những thông báo được yêu cầu theo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, New Start, trong đó có cập nhật về tình trạng hoặc vị trí các hạng mục theo hiệp ước như tên lửa, bệ phóng, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng 6 cho hay. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phía Nga đã ngừng cung cấp thông tin này từ cuối tháng 2. Thông báo cũng nêu rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp cho Nga thông tin từ xa, tức dữ liệu được thu thập từ xa về hành trình bay của tên lửa, về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM và tên lửa đạn đạo tàu ngầm SLBM của Mỹ. Một quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tuân thủ các giới hạn chính của hiệp ước và mong rằng Nga cũng tiếp tục làm như vậy. Theo quan chức này, các bước đi của Mỹ có thể đảo ngược và Washington đang tìm cách đưa Moscow trở lại các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, dù kịch bản này khó có thể xảy ra do chiến sự Ukraine. Mỹ và Nga đã có tiếp xúc song phương tuần trước, nhưng Moscow từ chối thay đổi hướng đi hiện tại về New Start và kết quả là chúng tôi thực hiện biện pháp ứng phó từ hôm nay, quan chức Mỹ nói ngày 1 tháng 6. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục thông báo cho Nga về các vụ phóng ICBM, SLBM theo thỏa thuận thông báo phóng tên lửa đạn đạo năm 1988 và các cuộc tập trận chiến lược theo hiệp định riêng năm 1989. Nga chưa phản hồi về động thái của phía Mỹ. New START được ký tại Cộng hòa Séc năm 2010 dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hiệp ước có hiệu lực 10 năm, bắt đầu từ 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như số tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm để mang chúng. New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa hai cường quốc sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới, sau khi Mỹ hồi năm 2018 quyết định rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm xa, INF, ký với Nga. Nga đình chỉ tham gia New START hồi tháng 2 với cáo buộc Mỹ và phương Tây vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, nhưng cam kết vẫn duy trì các nghĩa vụ được quy định trong hiệp ước. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.